CDT News, 5 danh thần lỗi lạc nhất Trung Hoa và các lượng vẫn đứng sau hai nhân vật này. Trong số các danh thần Trung Hoa, những tên tuổi nổi tiếng như Gia Cát Lượng, Khương Tử Nha, Trương Lương vẫn đứng sau một nhân vật ít ai biết tới. Lịch sử Trung Hoa từng ghi nhận không ít bậc trung thần nghĩa sĩ. Trong số đó, năm nhân vật dưới đây chính là những người được hậu thế đánh giá là những danh thần tài đức vẹn toàn, công lao cái thế hơn cả. Họ không chỉ sở hữu tài năng xuất chúng mà còn cúc cung tận tụy, một lòng vì nước, vì dân. Tài đức của những nhân vật này vừa thể hiện ở việc làm trọn đạo vua tôi, vừa được bộc lộ thông qua những đóng góp của họ đối với chính sách trị quốc. Vị trí thứ 5, Khương Tử Nha. Khương Tử Nha tên thật là Khương Thượng Tự Tử Nha. Ông từng có công phò tá Chu Vũ, Vương Diệt Trụ. Nhân vật này còn là vị quân chủ khai lập nước Tề, đồng thời cũng được xem như bậc công thần góp phần lập nên sự nghiệp của nhà Chu. Nhờ có những đóng góp của Khương Tử Nha trên phương diện chính trị, văn hóa, triều đại nhà Chu có được nền tảng vững chắc để trụ vững suốt 8 thế kỷ. Với những thành tựu vĩ đại kể trên, Khương Tử Nha vẫn thường được nhắc đến như một trong số các danh thần lỗi lạc nhất. Chỉ có điều những giai đoạn về vị công thần này lại thường bị thổi phồng quá mức. Trong phong thần bản, Khương Tử Nha còn được xem như bậc thần tiên. Trên thực tế, trong chiến dịch lật đổ nhà Thương, Chu Vũ Vương mới là người có công lao lớn hơn cả. Vị trí thứ 4, Ngụy Trân. Ngụy Trân là nhà chính trị, sử học đồng thời nhà Đường. Tên tuổi của ông gắn liền với những lời can gián thẳng thắn, bộc trực. Chính vì vậy mà ông được coi là vị gián quan nổi tiếng nhất trong lịch sử Trung Quốc. Vào buổi đầu gây dựng sự nghiệp, ông gia nhập nhóm Ngoại Cương Quân, sau lại theo nhóm người này nương nhờ thế lực Lý Đường. Xét trên nhiều phương diện, Ngụy Trân là nhân vật đóng vai trò rất lớn trong việc thành lập Giang Sơn nhà Đường của hoàng tộc họ Lý. Khi Lý Thế Dân lên ngôi hoàng đế, vị danh thần họ Ngụy này từng không ít lần dành cho nhà vua những lời can gián thẳng thắn, không ngại chỉ rõ ưu điểm, khuyết của các chính sách lúc bấy giờ. Sự phò tá trung thành và tận tụy của Ngụy Trân cũng chính là một trong những nhân tố góp phần khai sáng thời kỳ Trinh Quán Thịnh Thế, giai đoạn thịnh trị nổi tiếng trong lịch sử Đường triều. Vị trí thứ 3, Gia Cát Lượng. Gia Cát Lượng từ Khổng Minh, Hiêu Ngọa Long là trung thần nhà Thục Hán thời Tam Quốc và cũng là mưu sĩ nổi danh trong lịch sử Trung Hoa. Nhìn lại lịch sử giai đoạn Tam Quốc lúc bấy giờ, trước bối cảnh quần hùng tranh bá lại thêm Ngụy Ngô như hộ đối, rình mồi, Gia Cát Lượng vẫn có thể giúp cho Lưu Bị gây dựng sự nghiệp. Chỉ riêng điều đó cũng đủ chứng minh sự lợi hại của nhân vật này. 7 lần bắt Mạch Hoạch cùng 6 lần ra Kỳ Sơn đều là những giai thoại nổi tiếng về Gia Cát Khổng Minh. Tuy nhiên, nguyên nhân chân chính khiến Ngọa Long tiên sinh trở thành một trong số danh thần lưu danh thiên cổ lại xuất phát từ lòng trung thành của ông đối với nhà Thục Hán. Sau khi Lưu Bị qua đời, ấu chủ Lưu thì nhu nhược vô năng. Trước bối cảnh ấy, việc soán quyền, đoạt vị quả thực dễ như trở bàn tay. Thế nhưng Gia Cát Lượng vẫn luôn cúc cung tận tụy, một lòng làm tròn bổn phận của bậc bề tôi, cố gắng hoàn thành sự ủy thác của tiên chủ Lưu Bị, dốc hết tâm sức vì Giang Sơn Thục Hán. Bên cạnh tài năng xuất chúng, sự trung thành và tận tâm của Khổng Minh chính là thứ khiến cho hậu thế đời đời ngưỡng mộ và ca ngợi. Vị trí thứ 2, Trương Lương. Trương Lương, Tự Tử Phòng là khai quốc công thần thời nhà Hán. Ông cùng Tiêu Hà, Hàn Tín được liệt vào hàng Hán sơ tam kiệt. Trương Lương có thứ hạng rất cao trong bảng xếp hạng các danh thần, xuất phát từ hai lý do chủ chốt. Thứ nhất, ông đi theo Lưu Bang ngay từ những ngày đầu quân chủ gian khổ, gây dựng sự nghiệp. Nếu chỉ xét riêng điểm này, ngay tới chiến thần từng bỏ sở theo Hán như Hàn Tín cũng không thể sánh bằng. Chưa dừng lại ở đó, Trương Lương mưu lược hơn người. Chính những mưu kế của ông từng nhiều lần trợ giúp Hàn Tín và trở thành yếu tố mấu chốt khiến phe Lưu Bang đánh bại Hàn Võ. Từ đó có thể thấy, Hàn Tín tuy rằng công lao cái thế, nhưng hầu hết những chiến công ấy đều dựa vào mưu kế của Trương Lương làm trụ cột. Vị trí thứ nhất, Y Doãn.
Y Doãn là một danh tướng thời nhà Thương. Nhắc tới tên của vị danh thần này, nhiều người sẽ cảm thấy có điểm xa lạ, nhưng trên thực tế, ông lại được xem là đệ nhất danh thần trong lịch sử Trung Hoa. Ban đầu, Y Doãn vốn chỉ là một nô lệ chuyên lo việc chặt củi nấu cơm. Sau này, tài năng của ông mới được Thương Thang phát hiện và trọng dụng. Dưới sự phò tá của Y Doãn, Thương Thang đã tiêu diệt nhà Hạ, sáng lập nên cơ đồ 500 năm của Thương Triều. Sau khi được phong làm tể tướng, Y Doãn dốc hết tâm sức chăm lo cho đời sống của bách tính. Chính những chính sách của ông đã giúp giai đoạn đầu của Thương Triều có được nền kinh tế phồn vinh, cục diện hết sức thái bình thịnh trị. Năm 1549 trước công nguyên, Y Doãn qua đời, tương truyền rằng ông thọ tới hơn 100 tuổi. Cảm ơn tất cả các bạn đã lắng nghe. Mời các bạn nhấn nút đăng ký để cập nhật tin tức mới nhất nhé.